Mọi người chúng ta niệm Phật, mình hỏi lại tâm mình là đời này của mình thật sự muốn về cực lạc thôi hay không quý vị? Nhớ hỏi lại lương tâm của mình là đời này của mình niệm Phật có thật sự muốn giảng sanh về cực lạc hay không? Thật sự mến mộ thế giới cực lạc và thật sự hành trì tịnh độ là niệm Phật, rồi thật sự muốn về cực lạc không? Tự hỏi lương tâm của mình. Chắc chắn rằng có nhiều người sẽ đưa cả hai tay lên là rằng là con thật sự muốn về thế giới cực lạc. Nếu như thật sự muốn về thế giới cực lạc, vậy thì cái việc mà hơn thua đấu đá, đố kỵ, hiềm khích nhất định phải buông xuống. Nhất định phải buông xuống nhé. Nên những đức khuyên tất cả Phật tử khi mình đi về chùa, đối với tất cả các anh em, chị em, các huynh đệ tỷ muội về chùa mình tu học, mình đều chung chơi với nhau, với ai cũng gặp nhau, ai với Đà Phật. Nó không có cái việc mà cái nhóm này mình quá thân, còn thời gian cái nghịch nhau, cái qua nhóm khác, cái thời gian nghịch nhau, thua. Những điều đó mình không phải là hộ trì Tam Bảo, mình cũng không phải là thật sự quý mến thầy hướng dẫn mình. Nếu như người thầy hướng dẫn mà khuyên mình nên đố kỵ, đấu đá, hiềm khích, giận hờn, trách móc thì mình làm. Còn hình như là những đức thường nhắc cái việc đừng có buồn giận người khác để trong tâm, đừng nên hiềm khích, đừng nên đố kỵ. Hãy tin vào nhân quả, hãy tin vào phước báo mọi người, đúng không? Từ người trong chùa cho tới Phật tử ngoài đời, mình nghe đạo là để điều chỉnh lại cái tâm mình. Nếu như mình thật sự là người niệm Phật muốn sanh cực lạc mà mình mang những cái tâm mà hận thù, đố kỵ, ganh ghét, tức tối, châm chích, thì mình mang những cái tâm này mình sẽ bị trở ngại con đường niệm Phật giảng sanh của mình dữ lắm. Trở ngại không phải là trở ngại cái việc Phật tiếp dẫn mình, mà sợ mình không niệm được câu Phật hiệu. Mang cái tâm đó rồi mình không niệm được câu Phật hiệu, mình bị mê hoặc điên đảo thì uổng cuộc đời tu niệm Phật của mình, uổng quá. Mà mình mang cái tâm không vừa ý, mình bị trở ngại cái việc là mình đang vui vậy là mình gặp cái người mình không vừa bụng là mình sẽ bị ngăn lại cuộc vui, hiểu chưa? Bị ngăn lại cuộc vui. Nên suy nghĩ chỗ này, suy nghĩ cho thật là kỹ. Đừng nên làm cái việc lỗ vốn, làm cái việc lỗ vốn đáng thương nhé. Nên câu đầu nhà Đức nói rằng chúng ta có thật sự muốn sanh cực lạc hay không quý vị? Nếu như mình thật sự muốn sanh cực lạc, mình sẽ tập tính mình rất dễ tính. Tốt. Vì mục tiêu mình là sanh cực lạc mà. Nhưng Đức rất mong từ người trong chùa cho tới hàng Phật tử, chúng ta như một đại gia đình. Có nhiều Phật tử về chùa, quý vị thấy chùa mình như một đại gia đình, về đây cảm thấy bình an. Nhân đức mình mất mẹ lúc còn nhỏ, sau này cha cũng mất, sau này xa gia đình phần nhiều. Nên đối với con người, khi sau này Nhân đức biết tu, mình biết thương con người nhiều. Từ quý chú về chùa mình rất là quý mến với anh em, các cô đồ về chùa tu, Nhân đức nó thật sự là rất là quý thương nha.
những đức, cái duyên đó với phái nữ cũng rất là nhiều. Tự nhiên mình càng tu mình thấy mình thương người nữ nhiều lắm. Tại vì sao? Họ có nhiều cái mà nhiều khó hơn người nam mình. Nhiều có nhiều cái khó họ thấy tội nghiệp họ. Từ nơi đó mà mỗi khi giảng pháp những đức nghiêng về phái nữ nhiều tương đối. Thêm cái nữa là họ cái gì là mình giúp đỡ họ nhiều. Tại vì sao? Vì thấy họ mình thấy tội nghiệp. Mình nghĩ làm vợ mang nặng đẻ đau, khổ đau ngày tháng đủ chuyện. Nên từ nơi đó mà thường khuyên rằng mở rộng tâm lượng ra. Cái câu chúng ta thường nhắc nhau, mở rộng tâm ra lòng thanh thản, an vui tự tại đời thông dong. Tu hành là gì? Là mở rộng tâm lượng ra. Khi tâm lượng mình mở rộng rồi thì phước báo mình theo đó mà tăng trưởng, nhân duyên cũng theo đó mà phát triển lớn. Nên tất cả các cô đều về chùa tu. Khi những đức để cho tự nhiên cho ban tổ chức sắp xếp này kia, những đức không có dính vào cái việc mà nhóm này nhóm kia nhóm nọ, vì kinh nghiệm mình ở trong ngôi Tam Bảo có những nhóm cúng dường người ú ái này nọ rồi, người tranh cạnh đố kỵ nói này nói kia nói mình luôn, cả nói ông thầy hướng dẫn luôn. Nhưng mà khi bị về đây, những đức để tùy duyên ban tổ chức sắp xếp, những đức chỉ là nhắc nhở bố trí chỗ đó gì gì tự họ sắp xếp, hay chỗ ngồi chánh điện rồi những đức để tự nhiên hết. Nên mong rằng mỗi một người chúng ta thật sự đời này muốn niệm Phật sanh cực lạc và thấy cái cõi ta bà này quá nhiều cái khổ đau trong cuộc đời, thì nhìn rõ rồi thì chữ nhẫn mình được hết. Mình sẽ nhẫn được hết. Nhẫn được việc người khác khó nhẫn, làm những việc người khác khó làm. Thành tựu cho người là việc tốt. Nhớ nghe. Nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn. Mình mỗi ngày niệm Phật muốn sanh cực lạc mà người ta châm chích, người ta nói mình này kia, mình mang tâm hận, tâm giận không buông ra. Xem lại cái tâm đó để điều chỉnh liền. Nghe lời những đức, xem lại cái tâm nó điều chỉnh liền. Con người thì ai cũng có cái việc mà khi người ta châm chích mình cũng tức chứ, bực bội. Việc này là có, nhưng điều chỉnh lại liền. Điều chỉnh lại, trong lòng mình nói rằng những việc đó nó có lợi ích gì hay không? Mang tâm không vừa bụng họ, đi vòng vòng cũng gặp nhau, có bị trở ngại cái việc giảng sanh hay không? Trở ngại chứ. Với mình tu hành mà thầy nhắc mình suốt, mình phải điều chỉnh vô đó. Người ta không vừa lòng không vừa ý, hận trách chuyện của người ta. Còn bản thân mình quá dạy cái tâm của mình nhớ. Quá dạy cái tâm của mình. Hoặc là được thì mình đến mình nói, thôi chị em mình, anh em mình có sự không hiểu nhau bữa đó gì, mình lỡ nói những lời nói tổn thương nhau một chút, thôi tôi xin lỗi. Từ hôm nay chúng ta cùng lo niệm Phật cầu sanh cực lạc, không có mang cái tâm đó nữa, buông xuống cái tâm không vừa lòng không vừa ý. Mình nói trước câu vậy hoàn toàn mình lỗi đi, xong rồi mình vậy thì cái sự tu mình nó đạt quá, kết quả đặc biệt. Vì mỗi ngày mình niệm vô lượng giác mà, thì cái mê hoặc điên đảo đến, mình dùng cái vô lượng giác nó xoay chuyển. Nhớ, này quan trọng, cực kỳ quan trọng. Mình đi về chùa mình được giáo dục, mình được dạy quá trời luôn. Khuyên mình nên sống hài hòa, khẩu hòa vô tranh,
Trong Lục Hòa Kính có câu khẩu hòa vô tranh. Đừng có dùng cái miệng để mà đấu tranh hơn thua lời nói. Dùng cái miệng niệm Phật hay á. Mình dùng cái miệng mà đấu tranh hơn thua lời nói, mình còn chịu cái quả báo hớt môi cắt lưỡi. Nó không có lợi ích gì. Dùng cái miệng niệm Phật, đi về chùa chung chung thôi. Đừng có thăng với ai quá, đừng có nghịch với ai, vậy là được rồi. Mỗi người mình, ai đến chánh điện trước được thì mình kiếm chỗ ngồi. Chỗ nào mình thấy mình thích, mình kiếm chỗ ngồi. Kiểu như nhóm, coi chừng, cẩn thận. Xảy ra vấn đề một ngày nào không vừa bụng nhau, chở mặt nhau, không hay. Bây giờ thôi chị cũng cố gắng sắp xếp thời gian đến sớm một chút đi. Chị coi chị kiếm chỗ ngồi trung tâm một chút xíu. Nên tôi đi xí chỗ rồi cho chị thấy nó mệt mỏi quá. Thôi mỗi người mình, tôi kiếm chỗ nào cho tôi. Chị em mình bữa nay ngồi gần cũng được, hoặc bữa sau tôi ngồi người khác cũng được, sao. Làm được điều đó, đặc biệt đây là những đức khuyên quý vị. Mình ngồi mình nghe thầy giảng, mình chú tâm cái chuyện thầy giảng, mình vui cười tự nhiên, không có gì, vỗ tay vui cười tự nhiên. Nên là từng này những đức sắp xếp được. Khi tối thứ bảy hay là sáng chủ nhật đồ tu cho những vị Phật tử bị được ngồi phía trên luôn, ổn định vị trí. Vị ngồi vô một cái là ổn định luôn, ai vô ngồi cái dính vô đó luôn, chứ không có cái việc mà khi tu gần hết thì cái mình lỡ vị sợ người ta nói vị mất công. Thôi nhà đức bố trí cho thường trụ mấy chú nam lên trên đồ hết, để cho quý vị tiện mình đến trước được, mình có cái chỗ ngồi của mình là cố định luôn, ổn định cho quý vị. Thật sự mà nói thì mục tiêu của chúng ta niệm Phật là để cầu sanh cực lạc, quý vị không có nên hiềm khích đấu đá, không vừa lòng không vừa ý nhau chi. Có cái tâm đó xả ra đi. Những đức khuyên chân thành, mỗi ngày nhớ Phật niệm Phật, đừng có buồn giận ai để trong tâm chi. Chồng, vợ gì cũng vậy, con gì cũng vậy. Mình tin sâu nhân quả mà. Nên ăn tổ này nói là tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh mới cầu sanh cực lạc. Mình đã tin sâu nhân quả rồi, tất cả việc đó mình tin sâu nhân quả. Mình không có mang một cái tâm bực bội khó chịu làm chi. Mang cái tâm bực bội khó chịu nó có lợi ích gì đâu. Không có lợi ích gì hết. Còn trở ngại con đường giáng sanh của mình đó quý vị. Hàng Phật tử mình đã đi chùa thời gian lâu mà. Chị em gặp nhau đều là duyên. Trong cái nghịch duyên nên giải tỏa để thuận duyên. Trong cái thuận duyên không dính mắc. Khéo tu là gì? Trong cái thuận duyên không dính mắc là chị em thăng với nhau nhưng không được dính mắc. Bởi nó mới nói là thăng chung chung thôi. Mục tiêu mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Rồi mình đi chùa chung với nhau, cái việc là đi chùa chung tu hành, nghe pháp tu hành, cầu giải thoát. Cái việc mà quen biết nhau, đồ cho mượn tiền, đồ rền rà, lú bu, việc này đừng có đụng vô. Ai mà dính vô mà nói, cô nghe, chú nghe, thầy dạy rõ ràng không? Thầy đã dạy rõ ràng. Thôi, tôi đến đây học đạo, nghe lời thầy, thầy dạy nghe lời thầy, không có dính vô, nói việc đó. Mất công phiền phức cái việc gia đình không nên. Thầy đã dạy rõ ràng, một phần thành kính là được một phần lợi ích, 10 phần thành kính là được 10 phần lợi ích. Không có tâm thành kính sao học đạo được. Tâm không có thành kính, dù Phật suốt
giảng dạy cũng không có kết quả. Cái tâm thành kính nó mới có kết quả, phải nhớ. Nên hàng Phật tử mình đi chùa không phải là người ta thắp 2 cây nhang mình thắp 3 cây, người ta thắp 3 cây mình thắp 4 cây, không phải. Hoặc là người ta thăng thầy chủ trì, mình còn muốn thăng hơn, đừng có tâm đó. Mình thăng cặn, mình học đạo, mình thăng cũng được, ai thăng cũng được. Chúng ta đều là kết mối nhân duyên đẹp trong cuộc đời này. Được rồi. Cái tâm mình mở rộng ra, ai được lợi ích thân mình mừng giùm cho người ta. Ai được thăng với thầy, ai được gần gũi thầy mình mừng. Nên những đức nói đến cuộc đời này chúng ta nên kết duyên lành, duyên thiện. Nên có nhiều người, tuy là những đức xấu nhưng mà có nhiều người người ta muốn chụp bôi hình mình sẵn lòng kệ, kết duyên lành, duyên thiện quý vị. Cũng hình tướng người xuất gia, duyên của Phật Bồ Tát, để chụp bôi hình sẵn lòng đó quý vị. Xấu đẹp gì, cái tâm đó của mình sẵn lòng, không có gì. Tại vì sao? Vì người ta quý mến mình, chụp bôi hình kết duyên thôi, đâu có gì đâu. Nên những đức có khi bên kia giảng, đi về lại khu tăng cũng suốt mấy tiếng hồ giảng là tu phóng sanh cũng đi thực, cũng hơi mệt. Nhưng Phật tử người ta xa đó, dạ con muốn chụp với thầy bôi hình, nhưng đó hoan hỷ lắm, không có gì. Tại vì sao? Vì người ta xa quá người ta đến, nên không có sao hết chứ. Nên cuộc đời của mình là mục tiêu niệm Phật, muốn sanh cực lạc quý vị. Nên trong cuộc đời này những đức nhẹ dữ lắm, nhẹ nhiều thứ lắm. Cái khi trong chùa có những người mình nói người ta không được, không nghe, trong lòng mình cũng buông xuống nhẹ nhàng thôi. Mỗi người gieo nhân gặt quả thôi. Đó là người trong chùa, nó không chỉ hàng Phật tử bên ngoài. Những đức chỉ là hết lòng khuyên quý vị, mục tiêu mình niệm Phật, nếu thật sự muốn sanh cực lạc thì buông xuống cái tâm buồn giận hẳn trách, đố kỵ hơn thua. Còn nếu như quý vị không muốn giận sanh, quý vị muốn làm gì đó là làm. Còn nếu như quý vị thật sự niệm Phật muốn sanh về cực lạc thì sửa những cái tính tình hẹp hòi ích kỷ, nên mở rộng tâm lượng ra, mở rộng tâm ra lòng thanh thản, an vui tự tại đời thống giống. Mở rộng tâm lượng ra đi quý vị, gây dựng tính nguyện một đời này con phải về cực lạc, con nhất định phải về cực lạc, một về, hai về, ba về, phải về cực lạc mới được. Cái tâm đó vậy thì buồn giận ai nữa? Thường nhớ Phật niệm Phật, tâm trí đâu buồn giận người khác. Mình đi về chùa mình nghe pháp mình vui vô cùng luôn, mình nghe thầy giảng mình hoan hỷ, thiệt hoan hỷ. Vậy thì mình mới lấy cái hoan hỷ đó mình áp dụng trong cuộc đời con người chứ, lấy cái hoan hỷ đó áp dụng vào tất cả con người chứ, người thân, gia đình, bạn bè, bằng hữu, áp dụng. Vậy thì mình mới là kính thầy, kính đạo. Nhớ. Những việc gì thiện, tốt mình làm được thì hộ trì thám bảo, chăng thật làm thôi. Còn mình không có điều kiện làm Phật sự trong chùa thì mình niệm Phật nghe pháp chăng thật. Người cúng dường thám bảo nhiều cỡ nào cũng phải chăng thật nghe pháp niệm Phật. Còn nếu bỏ nghe pháp niệm Phật, dù cũng vừa tâm bảo nhiều cỡ nào cũng không được giải thoát. Nên cái việc chân thật nghe pháp niệm Phật, vì áp dụng phương pháp tu tại gia, làm việc thiện việc tốt trong cuộc đời người khi đủ duyên, sống những ngày tháng vui vẻ tự tại an lạc, đó là tâm báo ơn Phật đó quý vị. Nên nhìn mình ta muốn tu báo ơn Phật bằng cách là tâm hoan hỷ vui vẻ an lạc, không buồn giận ai để trong tâm. Nhưng đức nhấn mạnh chỗ này quý vị nghe viết chắc chắn thì cũng mới điều chỉnh cái tâm lại. Cái tâm mà buồn giận hẳn trách là một cái tâm rất ích kỷ nhỏ mọn. Người ta dùng cái tâm sân hận châm chích, nói mình này kia, nói mình này nọ, do người ta không hiểu. Ta nói cái thân giả tạm một ngày nào bỏ đi, cái thân này có ai nói tồn tại không? Đâu ai tồn tại đâu. Đó là thân này không ai tồn tại, chứ người ta chửi một hai câu mình nhìn thấu cho sâu sắc rồi mình buông liền. Mình chửi mắng người, hăm dọa, hà hiếp người, muốn giết người,
Người xưa nói giống như ngước mặt lên chờ phun nước miếng. Nước miếng chưa đến chờ đã văng vào mặt mình. Tự mình hại mình. Giống như sắt ăn xét, xét ăn sắt. Những lời chửi mắng của người khác giúp cho mình tiêu trừ nghiệp trước. Nghiệp trước mình nếu không tiêu trừ ở đây thì phải tiêu trừ ở tam đồ ác đạo. Nên lục đạo luân hồi là để tiêu trừ nghiệp, thuận nghiệp, tạp nghiệp, ác nghiệp. Đều là trong lục đạo luân hồi phải tiêu trừ. Có phước thì đến cõi chờ để tiêu phước. Có tội thì đi đến tam đồ để chịu tội. Phước báo chung chung thì đến làm người ở cõi đời. Còn không có phước mà đa phần ác, ác mạnh quá thì đi xuống tam đồ ác đạo đi. Để trả nghiệp. Nên mỗi một con người chúng ta ở cõi đời này, ta chăm chích, ta nói mình này kia, đó là ta đang giúp mình tiêu nghiệp ở cõi đời, tránh được cái quả báo trong tam đồ ác đạo. Này Đức nhắc không biết bao nhiêu lần mà nói mà quý vị. Thôi thì cả đời mình cứ cố gắng nhắc. Con người chúng ta là như vậy mà. Cả đời những Đức sẽ cố gắng hết lòng. Trong cái thời cuộc này không thể nào nói rằng nhắc người ba lần, lần thứ tư không nhắc nữa. Có nghĩa là cả đời này mình nhắc người nhiệt tình hết mình, nhắc người để nhắc mình. Vì cái tâm tính chúng ta ở cuộc đời này do cái nghiệp dướng câu thúc, nên tính tình nó cũng hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, đố kỵ, săn hẳn đủ chuyện ở trong cuộc đời này để tạo tác nghiệp chứ. Nên mình là giờ nghe đạo biết tu rồi, điều chỉnh lại đi quý vị. Chúng ta thật sự muốn sanh cực lạc hay không quý vị? Ai thật sự muốn sanh cực lạc đưa tay lên. Thật sự đúng không? Muốn dẫn sanh cực lạc đúng không? Không bù dẫn ai hết. Làm được không? Không ganh ghét ai hết. Làm được không? Không có đi mà nói người này, nói người kia, nói người nọ làm chi. Mình nói mà mình xây dựng được thì mình nói. Còn mình nói mà để gây quán thù nói làm gì. Nhưng Đức trong chùa, nhưng Đức nói là để xây dựng đạo tràng thì nhưng Đức có trách nhiệm thì Đức làm việc này là giúp người. Còn mình nói ra người ta quán ghét mình, nói làm gì, thôi khỏi nói. Giữ cái miệng niệm Phật còn hay hơn. Giữ cái miệng niệm Phật đi, cực kỳ hay luôn, tuyệt vời. Rồi áp dụng Phật pháp trong cái gia đình mình cho nó đặc biệt tốt đẹp lành mạnh. Mọi việc trong gia đình mình càng ngày càng tốt. Vậy là được rồi. Mình tu học vậy là quá đúng quý vị. Ừ, quá đúng. Nhưng Đức nhắc suốt những điều này quan trọng. Đó, thật sự muốn giảng sanh. Rồi đi đến chùa này quý không? Quý chứ. Đi chùa này quý, nó mỗi tuần chủ nhật rất là đông. Mình đến mình nghe thầy giảng pháp thích không? Thích chứ, thích mới đến chứ thầy. Đúng rồi. Vậy thì Phật pháp dạy cái gì? Học Phật là học gì? Học sửa sai. Những gì mình sai mình sửa đi. Phật pháp điều chỉnh giúp cho mình. Những gì mình sai mình sửa đi. Bạn chỉ cần trong lòng bạn thật sự muốn sanh cực lạc thì không có cái buồn giận hận trách gì bạn không buồn được. Bạn chỉ cần nắm chắc câu Phật hiệu, đời này con phải về cực lạc, Phật ở đời này con phải về cực lạc, con phải về thế giới cực lạc, thì không có buồn giận hận trách gì mà không buông được hết. Không cần đố kỵ gì hết. Tại vì mình niệm Phật mình muốn về cực lạc, mình niệm Phật mình nhớ Tây Phương cực lạc, mình muốn về cực lạc mà buồn giận ai? Đúng không? Suy nghĩ đi. Muốn về cực lạc mà buồn giận ai? Mình muốn về cực lạc mà mình đi ganh tị làm nhiều làm ít gì? Tôi làm quá trời luôn, nó làm ít xịt kia. Mình không muốn sanh cực lạc nên mình mới có cái tâm đó. Ở cõi đời này mình làm được cho chúng sanh là mình thấy mừng rồi. Mai mốt mình già muốn làm được không? Làm cũng được. Bây giờ mình còn trẻ làm được, mừng, vui khi làm được. Nên những Đức khuyên Phật tử nam, Phật tử nữ, ai về chùa cũng điều chỉnh lại cái tâm mình, gây dựng tín nguyện niệm Phật. Đời này nhất định chúng ta phải hẹn gặp ở Tây Phương cực lạc. Về cực lạc mới luôn luôn hưởng được niềm vui, không có sự hơn thua đấu đá. Ở cõi này thì còn, nên nhất định phải về cực lạc. Vì cực lạc mới độ được chúng sanh, dù thuận hay nghịch, nhất định chúng ta sẽ độ được họ. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.